nhân dân một chuyện chứng tâm chứng lễ cho đồng đền sở tại, ban khen ban thưởng cho pháp sư đồng thầy, ban khen ban thưởng cho pháp văn, ban khen ban thưởng cho tay quỳnh tay quế, lính ghế bốn phủ, quân phủ cho ghế họ Phạm. Hôm ấy nhất tâm ra bắt ghế hầu thánh, đã cho có tài có lộc ngân có xuyến, trên lo việc thánh dưới gánh việc trần, để đầu làm hai, hai vai làm kiệu, phục sự cửa mẫu cửa em ta đến sớm chiều xế bóng. Ha. Lòng môn hồ thầy bàn vẫn còn kia. chất linh ra thiên vàng cổ tôi bao phen nên đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước nước nghề lòng. Anh em ta mê dáng đền dáng phủ hả? Nhất thứ ban khen cho thủ nhang đồng điện sở tại hả? Ban khen ban thưởng cho pháp sư phát ban tay quỳnh tay quế lính ghế bốn phủ hả? Dạ. Ban khen ban thưởng cho ghế họ Phạm nơi nhất tâm ra bắc ghế hầu thánh. Ta cho có tài có lộc có ngân có phiến hả? Dạ. Ở trên lo việc thánh dưới gánh việc trần hả? Ta cho từ nay trở đi từ giày trở lại ra chung nhà họ Phạm được nước chảy một dòng thuyền trôi một bến hả? Thương mại hành động hả? Trên tấu thượng đình anh ta chính tâm trả lời kêu tiếng khấn của pháp sư đồng thầy họ Hoàng hả? Trinh ba sông kỳ cùng là lúc quan lớn tuần bị bắt giam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ xuân chế chiếu ta ít thời chầu xuân trần gian. Hãy subscribe cho kênh Camera Thành An. chảy trong tay tiếng sáo vang tình ngọt ngào chân chu và bước xa đi bay qua trở lại đi bay xa quên cô đơn mà để dòng bóng đá và lùi dần theo tiếng nhạc tôi chẳng gian nơi về trời chân vang trong về đây chơi. Hãy subscribe cho kênh Camera Thành An.